đúng thông điệp, đúng người và đúng phương pháp. Có bao giờ các bạn nghĩ đây là ba cái yếu tố rất là quan trọng để khi chúng ta triển khai một cái nội dung content hay là một cái nội dung truyền thông nào đó đến khách hàng của mình không ạ? Thì đầu tiên là mình phải xác định được cái thông điệp mà chúng ta muốn truyền tải đây là gì. Cái thông điệp này để khơi gợi cái nỗi sợ của khách hàng, hay là cái thông điệp này khơi gợi cái mong muốn nào đó của khách hàng, thì chúng ta xoáy sâu vào hai cái việc đó. Cái thứ hai nữa là sau khi chúng ta chọn được cái thông điệp phù hợp rồi, đúng rồi, thì chúng ta sẽ chọn được gì? Đúng người và đúng cái đối tượng mà chúng ta muốn gửi đến là ai. Và khi mà chúng ta chọn được cái đối tượng mà chúng ta gửi đến thì chúng ta mới biết được là mình đưa vào đâu chứ, mình đưa ở khu vực nào, mình đưa vào độ tuổi nào, đúng không? Mình đưa vào cái túi tiền nào của khách hàng đang có và đang sử dụng. Và cuối cùng chúng ta mới nghĩ đến việc là chúng ta dùng cái công cụ nào. Và hiện tại với cái thời điểm hiện nay thì có rất nhiều công cụ để mà cả nhà có thể sử dụng, từ Fourbo, từ TikTok, từ rất là nhiều những cái nền tảng khác. Nhưng mà không phải nền tảng nào chúng ta cũng dùng, tùy vào cái điều kiện về tài chính, điều kiện về quy mô cũng như là nguồn nhân lực mà chúng ta có thể sử dụng cái nền tảng nào trong giai đoạn đầu cho nó phù hợp. Tuy nhiên nếu mà trường hợp là mọi người có cái nguồn tài chính dư dả, dồi dào thì chúng ta có thể là tập trung rất là nhiều những nền tảng khác nhau.